Về phần gương Enit thì ở đây mình sẽ giới thiệu các bạn, đó là hai mẫu, một là mẫu full màu và hai là mẫu hai màu. Thì hai cái này thì về giá cả thì nó chỉ tương đương nhau thôi, có nghĩa là tùy theo nhu cầu thẩm mỹ của từng người thì chúng ta sẽ chọn loại phù hợp với xe và với nhu cầu sở thích của từng người. Thì mình xin giới thiệu qua về bộ gương này, thì bộ gương này có mặt rất là lớn, có nghĩa là cho chúng ta góc nhìn rất là rộng. Mặt gương thì được tráng men chống chói. Thì nguyên liệu chính làm nên chiếc gương đó là nhôm nha các bạn. Nhôm và được làm bằng công nghệ CNC nên là rất là chắc chắn, cứng cáp và đẹp. Thì gương này thì chúng ta lắp đặt rất là nhanh như các bạn, nhanh và dễ dàng. Thì tiếp theo mình sẽ lắp gương lên chiếc xe cho các bạn thấy. Thì như các bạn đã thấy thì một bộ gương Enit chúng ta sẽ có một bộ chân gương và một bộ lục giác và ốc phận, ốc ngược đi kèm. Thì ở đây mình có thêm đó là một bộ chế xoay để giúp chúng ta có thể xoay được kiếng. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành lắp đặt lên xe. Thì trước tiên chúng ta sẽ tiến hành ráp chế xoay vào với gương trước. Thì đây là cái kiếng, chúng ta sẽ tiến hành ráp chế xoay. Thì ở bộ chế xoay của chúng ta sẽ là 4 cái gong. Thì chúng ta sẽ tiến hành cái bắt gong. Các bạn làm theo thứ tự nhé các bạn. Cái gong nhỏ nhất chúng ta sẽ bắt vào con ốc. Ok, vậy là chúng ta đã lắp đặt thành công chiếc kiếng và mấy chân kiếng. Thì tiếp theo chúng ta sẽ ráp lên xe. Thì để ráp lên xe thì chúng ta sẽ tháo gương ra. Thì các bạn sẽ cho hai cái gioăng còn lại, thì một gioăng sẽ vào bên trong của lỗ chân kiếng và một gioăng sẽ ở bên ngoài nha các bạn. Đây là cái gioăng còn lại, chúng ta sẽ bắt một cái mặt bên trong và một cái mặt bên ngoài. Sau đó chúng ta siết chặt lại. Ok, vậy là chúng ta đã lắp đặt xong gương Enit xe lên chiếc xe. Thì ở gương này thì chúng ta có thể tùy chọn độ nghiêng sao cho phù hợp, thì chúng ta có thể chỉnh nghiêng lên nghiêng xuống và tùy theo góc nhìn của chúng ta. Thì gương này chúng ta cũng có thể xoay, chúng ta có thể xoay tùy theo nhu cầu chúng ta sử dụng, là chúng ta dựng xe sát tường thì cũng có thể dập vào, tránh vai quệt, hoặc là khi không di chuyển chúng ta có thể gấp gọn vào, tránh người khác va quẹt vào và làm hư hại gương của chúng ta.
rất tiện lợi phải không các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo của Jason Group.